chiêm ngưỡng loài cá lóc hoàng đế với giá nghìn đô mới vào Việt Nam. Mới du nhập vào Việt Nam trong tháng 8 vừa qua, trong cá lóc hoàng đế đã có giá bán lên đến hàng nghìn đô la mỗi con với kích thước khoảng 30 cm. Đặc biệt có con kích thước từ 80 đến 90 cm, giá có thể lên đến trên 6.000 USD là khoảng hơn 130 triệu đồng. Là người có kinh nghiệm kinh doanh cá kiện và bò sát được 8 năm nay, anh Ken Tranh, chủ một shop cá kiện và bò sát có tiếng ở Đồng Nai cho biết. Loài cá lóc hoàng đế có tên tiếng Anh đó là Channabaka, có nguồn gốc từ Ấn Độ, còn được mệnh danh là loài cá có giá bán đắt nhất thế giới, dù một con chỉ khoảng 20 cm nhưng có giá lên đến cả nghìn đô. Cá lóc hoàng đế trưởng thành có đặc điểm dễ phân biệt với các loài cá lóc thường. Nó có màu chủ đạo là xanh hoặc là xanh dương. Cũng theo anh Ken Tran, thị trường cá kiện, đặc biệt là cá lóc hoàng đế đang phát triển rất mạnh ở Mỹ và Nhật Bản. Anh Ken Tran nhập cá lóc hoàng đế từ Singapore cách đây khoảng hơn một tháng. Việc nhập cá kiện về nuôi, kinh doanh cũng là xuất phát từ nhu cầu thực tế phong trào nuôi cá săn ở Việt Nam đang phát triển và có tiềm năng, anh Ken Tran tiết lộ. Anh Ken Tran cho biết là hiện giá của các loài cá kiện trung bình từ vài chục ngàn cho đến vài triệu đồng trên một con. Xong con cá lóc hoàng đế có giá bán cao vượt trội, có con lên đến vài nghìn đô. Nên không phải ai cũng có tiền mà chơi, phải là những gia đình có điều kiện, đặc biệt là phải dân chơi, am hiểu thú chơi lạ lùng này mới dám đầu tư một bể cá lóc hoàng đế. Anh Ken Rành cho biết thêm, thường thì cá lóc hoàng đế ăn các loại thức ăn có ngoài tự nhiên như cá nhỏ, dế, rau, nhưng mà người chơi có thể dùng những thức ăn dạng viên công nghiệp cho cá ăn bình thường. Anh Thanh, một chủ sóc cá tại Đà Nẵng cũng cho biết, việc chơi cá lóc hoàng đế khá là tốn kém. Đây là một thủ chơi xa xỉ của các gia đình giàu có. Sau vài tuần có mặt tại thị trường cá kiển Việt Nam thì cá lóc hoàng đế đến bây giờ không chỉ giữ giá mà còn tăng hơn so với trước đây, anh Thành chia sẻ. Anh Thành cho biết thêm là hiện anh đang sở hữu hàng chục con cá lóc hoàng đế, trong đó có nhiều con thuộc hàng quý hiếm có giá lên đến hàng nghìn đô la trên con, và lớn đều đã có khách vip đặt chờ đến ngày lấy. Một con cá lóc hoàng đế sai 40cm được anh Ken Trần bắt lại đóng vào hộp nhựa đựng nước chuẩn bị vận chuyển bán cho khách hàng với giá là 2.000 USD. Anh Ken Thành thông tin thêm, hiện nay thì việc nhân giống cá lóc hoàng đế rất là khó bởi vì và rất hiếm có tài có thể nhân được giống của nó cho nên giá của loài này vẫn càng ngày có xu hướng đang tăng cao. Anh Ken Thành cho biết, việc nuôi cá lóc hoàng đế khá là đơn giản, không cần máy tạo oxy, cũng không cần thay nước thường xuyên, chỉ cần người chơi chú ý mua một bể cá thật rộng, đặt thêm vào bên trong nhiều cây, lá rong, các viên đá, sỏi và những nhánh cây, Tạo ra không gian tự nhiên và điều chỉnh nhiệt độ từ 18 đến 30 độ là cá có thể sinh trưởng phát triển tốt.